giờ mình có hai cái thư mục là mã hóa với giải mã. Mã hóa là khi mà mình mã hóa một cái ảnh nào mà có dấu tinh á, thì kết quả cái ảnh được mã hóa nó sẽ vô cái thư mục này. Và sau khi mà mình giải mã một ảnh có dấu tinh thì cái kết quả nó sẽ được đưa vô thư mục giải mã. Bây giờ mình thử. Đầu tiên đó là chức năng mã hóa một ảnh. Giả sử như mình chọn một cái tấm ảnh nào cần dấu, đây là trong đây mình có cái thư mục email nè, hình ảnh nè, mình muốn dấu cái tấm ảnh này vào trong cái tấm ảnh DSC0070 nè, mình thực hiện mã hóa. Đã mã hóa xong thì kết quả mã hóa nó sẽ được lưu ở trong thư mục mã hóa. Đây, đây là file mà đã mã hóa cái tấm ảnh Phật Thích Ca trên đây. Nhìn cũng rất bình thường, không thấy gì khác biệt. Và cái tên của nó nhìn vô cũng không biết thông tin gì hết. Bây giờ từ cái tên đó mình sẽ giải mã. Giải mã một ảnh. Đây, chọn vô đây. Giải mã, ta giải mã xong vào trong thư mục giải mã và ảnh Thích Ca. Có nghĩa là từ cái tên này người thường không thể nào biết được nó là chữ A Thích Ca, nhưng chương trình của mình đã được lập trình nên sẽ biết được nó là chữ A Thích Ca. Đây cũng là một cái điểm nhấn để cho mình khi mà mình đi báo cáo á, mình nói với người ta. Những cái chương trình khác á là nó bắt buộc phải nhập password này nọ vô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ giấu nhiều tin ha, giấu nhiều ảnh. Đây. Cái chương trình mã hóa nhiều ảnh này á là như vậy nè. Khi mình mã hóa một ảnh, ví dụ như một cái tập tin, mình có cái tập tin là đây nó command này, qua tới 2 MB. Mình muốn mã hóa nó vô trong một tấm ảnh, ví dụ mình mã hóa vô cái tấm ảnh nào, tấm ảnh này đi, tấm ảnh này đi, mình nhấn mã hóa thì nó sẽ thông báo. Lý do là cái tấm ảnh để chứa cái tin nó nhỏ hơn cái tin nhiều quá, nó chứa không có được. Vì vậy nên mình sẽ sử dụng chức năng mã hóa nhiều ảnh. Giờ thực hiện mã hóa nhiều ảnh. Đầu tiên mình cũng chọn cái tập tin muốn giấu là cái tập tin Linux Command. Sau đó mình thêm ảnh, ví dụ một ảnh vẫn chưa đủ khả năng mã hóa. Hai ảnh cộng lại nhiều thôi, 19.000 so với 20.000, 19 so với 20 vẫn chưa đủ. Thêm một tấm nữa đi, nhiều thêm tấm này luôn, 3 tấm. Vì là 29 so với 20 là dư, mình có thể mã hóa. Bây giờ mình thực hiện nhấn mã hóa. Chúng ta có thể xem bên đây. Đã mã hóa xong. Mỗi lần nó mã hóa xong một ảnh thì nó sẽ hiện lên cái thông báo này. Cái này mình cần phải chỉnh sửa lại chút xíu nữa để cho mà nó mã hóa xong hết luôn á thì nó mới báo lên cái thông báo này. Rồi bây giờ mình có ba file mới nè do cái ảnh mình mã hóa. Bây giờ mình thử giải mã thôi. Giải mã nhiều ảnh trong thư mục giải mã là chỉ mới có một tấm ảnh Atica thôi. Bây giờ mình giải thư mục mã hóa, mình chọn 3 tấm ảnh. Chờ chút cho nó giải mã. Rồi đã giải mã xong, nó này cũng ra được đúng cái tên gốc của cái tập tin mà mình giấu trong đó. Đây, mở bình thường.